ăn nhận điều than ấy. Mọi người nha, hôm nay mình quay con cầy tơ đây, chó non, rất là non luôn mọi người ạ, rất là ngon luôn. Hôm nay mình quay khá là sớm nên là anh em nào mà ăn sớm thì vẫn có luôn nhá, 4:15 là ra lò rồi. Con này thì bình thường 10 cân, mày nhậu bia thì quá tuyệt vời luôn, rau sống nước chấm thì đầy đủ rồi. Vâng bác, con này cháu quay không đến 1 tiếng đâu mà. Vâng đây, rất là ngon luôn anh em. Mình vẫn quay như mọi ngày thôi, vừa than củi vừa than, vừa củi vừa than so le đỡ tốn. Bây giờ than lên đắt lắm, quay than không sót ruột. Cũng may là mình quay được cả cùng kèm củi, chẳng ảnh hưởng đến màu cả. Anh em nào chưa? Anh em nào có nhu cầu ăn thịt chó quay thì alo mình nhá. Mọi hôm quay muộn cho nên là anh em vào nhiều, anh em phải đợi lâu quá. Nay mình chủ động quay sớm luôn. Lá mơ các thứ là mình đã nhặt sẵn rồi. Ship hoặc là đến quán ăn thì mình chặt luôn. Mình vẫn quay tay, tay to lắm rồi. Có máy đấy nhưng mà quay máy thì mình vẫn chưa tự tin lắm. Mình vẫn cứ thích quay ở cái lò đều đều này. Ok, cảm ơn anh em đã xem like nhá. Anh em nào có nhu cầu ăn thì cháu quay thì alo cho mình nha. Ngon luôn. Đấy, thấy chưa? Mãi đợi nó mới đến cái mùng 8 để quay con chó. Con này thì chả có tí béo nào luôn anh em ạ. Rất là nạc luôn. Cũng tầm cân gọi là cầy tơ luôn. Mình ngửi cái mùi rất là thơm rồi đấy. Này hôm nay đội hình nào nhậu thì mình sẵn sàng mình để lại bộ gọi là chân tay miệng. Nhậu sướng, đuôi nữa. Đỉnh luôn anh em ạ. Này lúc nữa được rồi. Thập chín rồi đấy. Tàn hết chỗ than này là than củi là được ấy. Lòng thì vẫn có lòng nha anh em ơi, lòng nướng nhá. Mình chuẩn bị ra con chó là mình nướng lòng luôn nhá. Rất là nóng. Thời tiết hôm nay nực. Em ơi cho 500 nhạc đi nghe đỡ buồn, chán quá nhỉ. Làm tí nhạc nhẽo sôi động nào. Này rất là ngon luôn anh ạ. Này, quay tay như này mình có thể điều được nhiệt, điều than, điều nhiệt mình có muốn cho vào chỗ nào cũng được. Nhiều chỗ nó lên cao quá nhiệt ấy. Nhiệt thì đang cao nhất ở giữa lò luôn. Đẩy về dưới một chút. Phần ức. Quay không khéo thì lại cháy. Thật ra quay này rất buồn ngủ nha mọi người nhé.
Mình cứ tập trung mình nhìn vào nó buồn ngủ lắm. Ôi trời ơi, nay mình cũng mạnh dạn để lại một ít mình ăn, nhìn rất là ngon luôn. Ồ, kèo nào anh em nào thích làm kèo với mình thì làm bộ đầu chân, ăn uống bia rất là sướng không ngấy. Rất là ngon luôn nhá, cực ngon luôn. Ok anh ơi, con này thì quá là ngon rồi, cầy tơ quay chặt mẹt thì quá là ngon luôn rồi. Nếu như mà là chó già quay thì đã không gọi là cầy tơ nhỉ. Rất là ok luôn anh em ạ. Anh Hồng ơi, làm bộ đầu chân đi anh em, mình ngồi uống bia anh Hồng ơi. Nay em ra lò sớm thôi, 4:30 này là tha hồ có rồi, 4:30 là có lòng luôn rồi. Này thì em lên lò chắc được khoảng độ 30 phút rồi. Rất ngon luôn. Rất khá là nắng đấy, hôm nay thời tiết đẹp đấy chứ. Không có ai mà chém gió tí nhỉ. Rất là ngon rồi. Anh ơi, lần sau đi chậm thôi nhá, khói hết vào mắt em rồi. Này, nhưng mà đứng lên ngó chút. Đây nỗi khổ đây, khói tùm, may có cái ô nắng. Anh em nào ăn thịt chó thì alo mình nhá. Con này thì cũng nhỏ nhỏ thôi, có 10 cân thôi mà. Thế nên là anh em nào có nhu cầu thì alo luôn, không thì sợ lại hết sớm. Mai có thể là mình sẽ quay lợn, cũng chưa biết được lịch trình, để còn phải đi xem lợn nữa, sợ không có lợn đấy. Ok anh em nha, cảm ơn anh em xem like nha, chúc em buổi chiều vui vẻ nhá. Ok cảm ơn anh em nha, nóng lắm.